Niệm Phật, thành Phật. Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Không. Chuyện ngữ: Tịnh Nghiệp. Chương 3: Tích duyên. Quý trọng nhân duyên. 3.1. Chúng ta từ trong vô lượng kiếp đã từng cúng dường vô số chư Phật Như Lai. Với thiện căn sâu dày như vậy, bây giờ lại được Tam Bảo âm thầm gia trì, nên mới có duyên gặp được pháp môn niệm Phật. Vì vậy, chúng ta phải quý trọng cơ hội và nhân duyên này. Bộ kinh này lưu hành còn chưa được 50 năm, mà chúng ta lại có thể cầm được trên tay một quyển, lại có thể tu hành theo quyển kinh này, thì đây là thiện căn, phước đức và nhân duyên rất lớn. Vì pháp môn này trực tiếp liễu đáng phương tiện cứu cánh, nghĩa là trực tiếp, nhanh chóng, phương tiện rốt ráo, còn nhanh chóng hơn cả Hoa Nghiêm, Pháp Hoa. Phần cuối kinh Hoa Nghiêm tập đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát dẫn về Cực Lạc là chuyển hướng đi. Chúng ta đi đến Cực Lạc mà không phải đi qua con đường đó, tức là Hoa Nghiêm. Phương pháp này thật sự rất là phương tiện, nghĩa là tiện lợi. Một câu A Di Đà Phật mọi lúc mọi nơi đều có thể niệm, không bị bất cứ hạn chế nào, không có bất cứ trở ngại nào. Ai ai cũng có thể tu, ai ai cũng có thể học, ai ai cũng có thể thành tựu. Đấy là cứu cánh, nghĩa là rốt ráo. Hôm nay chúng ta đọc được bộ kinh này, vì số lượng từ không nhiều nên có thể nói rất là vừa phải, không dài quá cũng không ngắn quá. Tánh tướng, sự lý, nhân quả trong kinh văn nói rất rõ ràng, dễ hiểu. Đây là một bộ kinh tốt, rất khó có được. Vì vậy, cổ đức khen ngợi rằng bộ kinh này là Hoa Nghiêm Áo Tạng, Pháp Hoa Bí Tủy, nghĩa là chứa cái sâu sắc của Hoa Nghiêm, là tinh túy bí mật của Pháp Hoa. Đây là tinh hoa, tinh túy của Kinh Đại Thừa, Kinh Nhất Thừa. Chúng ta có thể gặp được trong một đời này thì thật sự là có phước. 3.2. Chúng ta có duyên gặp được Phật Pháp, có duyên gặp được Kinh Vô Lượng Thọ, gặp được A-di-đà Phật. Đấy là đại thiện căn hiện tiền, chứng minh bản thân ta trong đời quá khứ không phải là không có thiện căn. Chúng ta muốn cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì phải nỗ lực tu duyên của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Bạn có nhân tiện cộng thêm duyên niệm Phật, có lý nào lại không được quả báo chứ? Quả báo chính là Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta làm rõ ràng chân tướng sự thật thì một đời này tự mình đã có thể nắm chắc vãng sanh. Từ điểm này mà có thể nắm chắc, chúng ta không những không làm những việc ác, không nói những điều ác, mà cũng không có ý niệm ác nữa. Niệm niệm chỉ có A-di-đà Phật, tâm tâm chỉ nghĩ cảnh giới Tây Phương, vậy thì đúng rồi. Chúng ta xem trong kinh thấy hương quang trang nghiêm, tức là chỉ hào quang của Tây Phương Cực Lạc thế giới chiếu khắp nơi. Hương thơm của Tây Phương Cực Lạc thế giới bay đi khắp nơi. 3.3. Hạnh siêu phổ hiền đăng bỉ ngạn, nghĩa là hạnh hơn hạnh phổ hiền lên bờ giác. Nếu thực sự tu y theo kinh văn mà tiến bộ từng ngày, nâng cao từng ngày, thì thật là vượt qua phổ hiền. Phật không nói một câu giả nào, không nói một câu dối nào, từng câu
từng chữ Phật dạy chúng ta đều là thật cả. Phổ Hiền Bồ Tát đã tu vô lượng kiếp mới có thành quả này, nhưng bạn trong một đời thì có thể thành công. Nguyên nhân nào làm Phổ Hiền Bồ Tát tự than là không sánh bằng vậy? Phổ Hiền Bồ Tát trong nhiều kiếp không gặp được pháp môn này, nên phải trải qua rất nhiều gian khổ, thời gian kéo ra rất dài. Đấy là Ngài không may mắn như bạn. Chúng ta thật rất may mắn trong một thời gian ngắn liền gặp pháp môn này. Vì vậy chúng ta phải nên quý trọng pháp môn này. Chúng ta tự nghĩ xem, Văn Trù Phổ Hiền tu vô lượng kiếp mới vào được thế giới Hoa Tạng, mới biết được pháp môn niệm Phật. Chúng ta hôm nay vừa bắt đầu học Phật thì gặp ngay pháp môn này. 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ trong Hoa Tạng Hải Hội gặp bạn, không ai là không khâm phục bạn cả. Các ngài đã tu vô lượng kiếp rồi mới gặp con đường này. Bạn không cần phi chút sức lực nào mà cũng đi theo con đường này. Các ngài đầy đủ tín, nguyện, hạnh, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thấy Phật, thành Phật. Chúng ta hôm nay cũng dùng lý luận, phương pháp giống y như vậy. Vãng sanh Tây Phương, thấy Phật, thành Phật, hoàn toàn không khác với các ngài. Các ngài đã phí công trong vô lượng A Tăng kỳ kiếp. Các ngài gặp chúng ta, làm sao lại không khâm phục, không bảo hộ cơ chứ? Không cần phải đợi A Di Đà Phật phái đi, mà Bồ Tát tự động đến bảo hộ. 3.4 Cổ Đại Đức đã từng nói: Niệm Phật pháp môn thị đại thừa trung đích đại thừa, nhất thừa trung đích nhất thừa, chí cao vô tượng chi pháp môn. Nghĩa là pháp môn niệm Phật là đại thừa của đại thừa, nhất thừa của nhất thừa, là pháp môn cao tột cùng. Cái gì của pháp môn này cũng là đệ nhất. Kinh là đệ nhất, pháp là đệ nhất, đệ tử tu học theo pháp môn này cũng là đệ nhất. Đây là điều đáng để cho chúng ta đặc biệt quý trọng. Học Phật nhất định phải biết rằng thế giới này thực sự là khổ. Nhất định phải giác ngộ rằng sanh tử là việc lớn, vô thường đến nhanh. Không gặp được pháp môn niệm Phật thì đành chịu. Đã gặp được pháp môn này thì nhất định phải cầu nguyện vãng sanh. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới mới là rốt ráo viên mãn thật sự, có được niềm vui thật sự. Chúng ta trong một đời không gặp được pháp môn niệm Phật thì không có cách gì rồi. Còn đã gặp được pháp môn này mà lại bỏ qua thì đây là sai lầm lớn nhất, không có gì có thể bù đắp lại được. Hôm nay, chúng ta may mắn gặp được pháp môn niệm Phật, lý luận, phương pháp, cảnh giới đều ghiêu rõ rồi. Điểm then chốt chính là bản thân có chịu nỗ lực làm hay không. Thực sự nỗ lực tinh tấn, bền bỉ thì chúng ta sẽ thành tựu. Chắc chắn là giống như trong kinh đã nói, quyết chứng cực quả, nghĩa là chắc chắn chứng được quả vị cao nhất, một đời thành tựu. Ngày nay, chúng ta may mắn gặp được pháp môn niệm Phật. Pháp môn niệm Phật là đới nghiệp vãng sanh, tức là mang nghiệp vãng sanh. Một phẩm trong 88 phẩm kiến hoặc chưa đoạn dứt vẫn có thể vãng sanh, có thể thành tựu. Món hời như vậy đi đâu cũng không tìm thấy được. Vì thế mọi người phải quý trọng pháp môn này. Tu hành đời đời kiếp kiếp, sai lầm là xem thường tịnh độ, không chịu phát nguyện vãng sanh. Đây là sai lầm lớn. Trong một đời này may mắn lại gặp được pháp môn tịnh độ, đừng lại phạm sai lầm nữa mới có thể một đời thành tựu.
3.5. Chúng ta phải nên xem Kinh Pháp là báu vật quý giá nhất trên đời. Chỉ có Kinh Pháp của Phật mới có thể cứu độ chúng ta, giúp chúng ta vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, thoát khỏi tam giới, giúp chúng ta trong một đời này vãng sanh bất thối thành Phật. Của báo gì trên đời này cũng không thể so sánh được. Hiểu rõ việc này mới biết sự quy báo của Kinh Pháp. Bộ kinh này là bộ kinh đứng đầu mà mười phương ba đời hết thảy chư Phật Như Lai độ chúng sanh thành Phật. Không những là bộ kinh đứng đầu trong Tịnh Tông mà còn đứng đầu trong tất cả kinh mà chư Phật đã nói. Phước báo của chúng ta thật không nhỏ. Trong một đời này có thể gặp được bộ kinh đứng đầu của chư Phật Như Lai, thật là phước báo lớn lắm thay. Gặp được lại có thể tin tưởng, có thể thông suốt, có thể tu hành theo lý luận và phương pháp trong kinh, thì quả báo không thể nghĩ bàn. Hôm nay chúng ta may mắn gặp được bộ kinh này, thật là hiếm có, khó gặp. Gặp được rồi thì chỉ cần có thể tin, có thể y giáo phụng hành, bạn chắc chắn sẽ thành Phật, cùng với A-di-đà Phật không khác. Thật giống như trong kinh nói, quyết định tức thành vô tượng chánh giác, nghĩa là chắc chắn sẽ thành vô tượng chánh giác. Chúng ta được thân người, có cơ hội nghe được bộ kinh đứng đầu mà chư Phật Như Lai đã nói, chúng ta phải nên vui mừng, phải nên tôn trọng, phải nên y giáo tu hành. Mong rằng trong một đời này có thể chấm dứt hết mọi ân oán nợ nần, đấy mới có thể vãng sanh tịnh độ, bất thoái thành Phật. Chỉ có bộ kinh này dạy chúng ta phát nguyện cầu sanh tịnh độ là lợi ích thật sự. Tất cả các kinh khác không phải không tốt, mà là chúng ta không làm được trong một đời. Một đời tu học không thể thành tựu. Nói cách khác, cho dù rất là nỗ lực, chăm chỉ tinh tấn tu hành, cũng chẳng qua là được hai đường trời người mà thôi. Không có cách siêu vượt luân hồi. Phải siêu vượt luân hồi mới là lợi ích thật sự, công đức thật sự. Các kinh điển khác chúng ta không dễ gì làm được, không dễ gì ứng dụng vào trong đời sống thường ngày. Bộ kinh này lại rất dễ ứng dụng trong đời sống của chúng ta. Từ điểm này ta thấy rằng kinh luận khác có tốt cỡ nào mà không làm được thì cũng uổng phí. Hiểu lý có ích gì khi mà sự làm không được. Bộ kinh này ngược lại, hiểu rõ lý luận thì có thể làm được, không hiểu rõ cũng có thể làm được. Thật là hay. Tỷ nên nhất định phải có hy hữu tâm, nghĩa là trong tâm hoan nghỉ, liền khởi lên ý tưởng hy hữu khó gặp. 3.6. Phải nắm chắc cơ hội và nhân duyên tốt nhất trong một đời này, nhất định thành tựu viên mãn Bồ Đề. Phương pháp chắc chắn thành tựu rất đơn giản, chính là phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Phát Bồ Đề tâm chính là thật sự phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Một đời này cái gì ta cũng không cần, chỉ cần Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cái gì cũng không cầu, chỉ cầu gặp A Di Đà Phật. Cái tâm này chính là tâm vô tượng Bồ Đề. Cư sĩ Bành Tế Thanh nói, vô lượng kiếp lai khi hữu nan vùng chi nhất nhật. Nghĩa là một ngày hiếm có, khó gặp từ trong vô lượng kiếp. Chúng ta nhất định phải nắm chắc cơ hội và nhân duyên này, tuyệt đối không để lỡ mất. Bỏ lỡ thì thật là đáng tiếc lắm. Phải biết rằng tất cả pháp thế gian và xuất thế gian đều không thật. Chỉ có niệm Phật cầu sanh tịnh độ mới là thật. 3.7. Duyên rất khó gặp
rất quý báu. Mong rằng quý đồng tu phải quý trọng. Vì đời người rất ngắn ngủi, người với người sống chung với nhau, một đời có thể gặp mặt được mấy lần, hà tất phải làm oan gia, làm kẻ thù? Có việc gì ghê gớm lắm đâu mà phải băn khoăn ấy đấy. Vì vậy không được kết oán với bất kỳ ai, chúng ta mới được thuận buồm xuôi gió, không có chướng ngại trên đường Bồ Đề.